Vâng, các bạn có thể thấy đây là cung đường từ Mèo Vạc đi đến tới Du Già. Đấy, thì tôi đang ở giữa đường, tôi thấy cái cảnh rất là đẹp. Đấy, tôi di chuyển từ Mèo Vạc, từ thị trấn Mèo Vạc đến đây là khoảng độ 20 cây số, và tôi không rõ địa chỉ này là gọi tên của nó là gì, nhưng mà cứ từ khoảng 20 cây số từ thị trấn Mèo Vạc, các bạn sẽ thấy cái dãy núi này cực kỳ là đẹp, quá tuyệt vời các bạn ạ. Đấy, mọi người thấy đây, cực kỳ là đẹp, quá tuyệt vời luôn. Đấy, phía xa xa bên dưới này là người dân tộc thiểu số ấy, họ đang làm công việc thường ngày của họ. Thì cái công việc này không biết là họ đang làm gì. Đây, xa xa này, bé này, tôi phóng to cho mọi người xem. Đấy, đây này. Đấy, tôi sẽ zoom hết cỡ rồi. Đấy, mọi người thấy không? Phía xa xa ấy, đấy, trẻ con có này, người lớn, trẻ con. Hiện giờ người ta đang trồng ngô các bạn ạ. Đấy, người ta đang trồng ngô. Quá đẹp khung cảnh này, quá tuyệt vời. Đấy, rất là tuyệt vời này. Bên kia là có cái ngôi nhà. Đấy, ngôi nhà. Cái này là một cái bản nhà nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh. Đấy. Đấy, bản này. Đấy, một cái bản. Mọi người thấy khá là đẹp, quá tuyệt vời. Đây là cái tôi nói đi 3 ngày, đây là ngày thứ 3, và đây là cái địa điểm mà tôi thấy là đẹp nhất. Địa đẹp nhất. Đây các bạn check-in chụp ảnh các thứ cũng khá là ok. Rất là đẹp. Ok, rồi. Tôi sẽ di chuyển về góc cua chữ M các bạn nhé. Bây giờ tôi bắt đầu di chuyển. Chào các bạn nhé. Đấy, tôi từ nãy là từ cái lúc mà tôi quay cho mọi người có một cái dãy núi đá đấy, thì tôi đã di chuyển đến cua chữ M. Cua chữ M ở đây, đây này, mọi người xem. Còn khoảng độ 25 cây nữa là đến Yên Minh. Đấy, tôi di chuyển từ Mèo Vạc ấy. Bây giờ từ vừa nãy tôi vừa quay xong ấy, giờ bây giờ tôi đến cua chữ M rồi này. Đấy, mọi người xem này. Đây, tôi chuyển phương tiện vào xe máy á. Rồi, tôi tiếp tục di chuyển cho mọi người xem. Thật ra cua chữ M này cũng khá là đẹp đấy. Khá là đẹp. Tôi tiếp tục di chuyển ở phía xa xa kia là có một cái bản làng kìa. Đấy. Đấy. Đấy, mọi người thấy đúng không? Ở trên kia cũng thế này, trên kia cũng có này, mấy ngôi nhà bé bé kìa. Ok rồi. Đấy, đây gọi là cua chữ M. Ok, tôi tiếp tục di chuyển mọi người nhé.